nhận định thị trường sau phiên ngày 29 tháng 2 năm 2024 VN Index chưa thể vượt đỉnh. Mở đầu phiên có một bên tổ chức nào đó sót 8.500 hợp đồng. Dòng tiền ồ ạt và lan tỏa cho các nhóm ngành thủy sản, chứng khoán và một số cổ phiếu midcap. Cổ phiếu chứng khoán FTS tiếp tục vượt đỉnh với giá 57.000 đồng một cổ phiếu. Người anh em cùng họ FRT cũng vượt đỉnh với giá 145.000 đồng một cổ phiếu. Trong nhóm VN30 sắc đỏ chiếm ưu thế cổ phiếu VRE giảm 4,68%. Trong khi đó nhiều cổ phiếu bất động sản khác có tín hiệu MACD cắt xuống cho tín hiệu bán. Đến phiên chiều có bên nào đó liên tiếp sót 6.000 hợp đồng phái sinh. Kết phiên VN Index đóng cửa tại 1.252,73 điểm giảm 1,82 điểm tương đương với 0,15%. Tổng giá trị giao dịch 3 sàn 26,1 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại tập trung bán dòng cuối phiên với 2.929 tỷ đồng. chênh lệch mua bán âm 388,5 tỷ đồng như vậy vn index chưa thể phá đỉnh như một số kỳ vọng của nhà đầu tư đây là phiên khối ngoại tiếp tục bán dòng kỷ lục kèm theo những lệnh soát lớn của tổ chức nhà đầu tư hạn chế mua đủ